Xin chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau trong chuyên đề tiếp theo, đó là lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945. Ở chuyên đề của lần tuần trước thì cô đã dạy ôn lại kiến thức cho chúng ta từ 19 lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930. Đó là nội dung kiến thức đó nằm trong bài 12 và bài 13. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng ta nội dung kiến thức của chuyên đề lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945. Nó nằm ở trong bài 14, 15 và 16. Thì tiết hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng ta nội dung kiến thức của bài 15. Cô xin lỗi, nội dung kiến thức của bài 14 và bài 15. Bài 14 là phong trào cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1935. Thì thực ra chúng ta chỉ học phong trào cách mạng ở Việt Nam từ 1930, 1931. Còn 1932, 1935 là thời kỳ thoái trào của cách mạng chúng ta sẽ tìm hiểu. Và chúng ta sẽ tìm hiểu mục B lớn, đó là phong trào dân tộc dân chủ. Phong trào dân chủ từ 1936 đến 1939. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung tiếp đầu tiên của chuyên đề lịch sử Việt Nam 1930-1945. Đó là phong trào cách mạng 1930-1935. Nó nằm trong nội dung của bài 14. Thì ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu tình hình Việt Nam trong những năm 1929-1933. Thì nhớ cho cô, năm 1929 đến 1933 này, trên thế giới có diễn ra một cuộc khủng hoảng. Đó là cuộc khủng hoảng gì nhỉ? À, cuộc khủng hoảng thừa hay là khủng hoảng kinh tế thế giới 1933. Cuộc khủng hoảng này nó đã tác động đến tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước tư bản. Thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ bị tác động với cuộc khủng hoảng kinh tế này. Việt Nam chúng ta sẽ chịu hai lần tác động của cuộc khủng hoảng. Một là Pháp bị tác động và Pháp sẽ đổ cái cuộc khủng hoảng là lên đầu nhân dân các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Và thứ hai, bản thân nước Việt Nam chúng ta cũng sẽ chịu tác động. Cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu tình hình kinh tế và tình hình xã hội của Việt Nam trong những năm 29-33, nó sẽ tác động đến tình kinh tế và xã hội Việt Nam như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình kinh tế. Từ 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ suy thoái. Suy thoái mạnh. Cụ thể đó là nông nghiệp thì giá lúa gạo bị sụt giảm, ruộng đất bỏ hoang nhiều. Công thương nghiệp thì sản lượng đều giảm. Thương xuất khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm và giá cả rất là đắt đỏ. Và kinh tế Việt Nam lâm vào một cuộc khủng hoảng, nhớ cho cô là khủng hoảng toàn diện. Ở phần này chúng ta không cần để ghi nhớ nội dung kiến thức nhiều, chúng ta chỉ nhớ là tình hình kinh tế chúng ta, cả công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp đều lâm vào tình trạng khủng hoảng. Còn về tình hình xã hội thì đời sống nhân dân các giai cấp trong xã hội Việt Nam chúng ta, hôm trước chúng ta tìm hiểu có công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản, rồi địa chủ, phong kiến. Thì đời sống của các cái tầng lớp xã hội sẽ như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đời sống của giai cấp nông dân. Giai cấp nông dân của Việt Nam, đời sống của nhân dân cực khổ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đời sống của công nhân. Công nhân thì thất nghiệp, mất việc làm, số người bị sa thải rất là nhiều, còn số người có việc thì giảm lương mà tăng giờ làm, cho nên cuộc sống của công nhân rất là khổ cực. Còn nông dân mất đất, họ phải chịu cảnh sưu cao thuế nặng và phải vay nặng lãi, cho nên họ bị bần cùng hoạn. Mà khi dạy cô hay nói đó là ví dụ như là chị Dầu này, hay là chị Phèo, hay là Lão Hạc, là hiện thân của người nông dân Việt Nam trong cái xã hội lúc bấy giờ, chịu cảnh siêu cao thuế nặng và bị bần cùng hoạn, không có một lối thoát. Còn công nhân viên chức họ cũng mất việc,
thiểu tư sản dân tộc đều có cuộc sống điêu thứng và mâu thuẫn trong xã hội chúng ta ngày càng gay gắt. Và nhớ cho cô, trong cả cái mâu thuẫn giữa nông dân về địa chủ, công nhân về tư sản và toàn thể nhân dân Việt Nam với Pháp, thì cô luôn luôn nhắc đó là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với Pháp là mâu thuẫn cơ bản nhất. Thì đó là tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929, 1933 của cô. Thì nhớ cho cô là tình hình kinh tế thì tất cả các ngành kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp đều bị khủng hoảng. Còn xã hội thì do kinh tế khủng hoảng dẫn đến xã hội khủng hoảng và đời sống của tất cả các tầng lớp trong xã hội đều bị ảnh hưởng. Đó là tình hình kinh tế xã hội. Chúng ta sang mục tiếp theo cho cô. Phong trào cách mạng 1930, 1931 với đỉnh cao là Xô Viết nghệ tĩnh. Chúng ta tìm hiểu mục một nhỏ, đó là phong trào cách mạng 1930, 1931. Và hai nhỏ đó là Xô Viết nghệ tĩnh. Vậy thì phong trào cách mạng 1930, 1931 diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu mục một nhỏ cho cô. Phong trào cách mạng 1930, 1931. Về phong trào cách mạng 1930, 1931, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cách phong trào cách mạng 1930, 1931 ở Việt Nam chúng ta bùng nổ. Thì nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là chính sách bóc lột rất là thống trị tàn bạo của thực dân Pháp, dẫn đến trong xã hội chúng ta chứa nhiều mâu thuẫn. Cô vừa nói mâu thuẫn giữa tư sản công nhân với tư sản, giữa nông dân với địa chủ và toàn thể dân tộc Việt Nam mâu thuẫn với Pháp. Thứ hai đó là chính sách khủng bố dã man, đặc biệt là cuộc khủng bố sau cái cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1929, 1930 ở của Việt Nam Quốc dân Đảng, thì thực dân Pháp đã khủng bố đàn áp dã man và chúng ta gọi thời kỳ này là thời kỳ khủng bố trắng. Đó là những chính sách khủng bố của Pháp rất là dã man, làm cho tình hình chính trị ở Việt Nam lúc đó rất căng thẳng. Tiếp theo, nguyên nhân thứ ba đó là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Hôm trước chúng ta tìm hiểu hội nghị thành lập đảng, chúng ta biết là hội nghị thành lập đảng đã được diễn ra từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 1930, và thành lập lên một cái đảng có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời và kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam chúng ta bây giờ. Đó là ba nguyên nhân chính dẫn đến phong trào cách mạng 1930, 1931 bùng nổ. Hiểu cho cô, chính sách cai trị của thực dân Pháp và chính sách khủng bố của thực dân Pháp sau khởi nghĩa Yên Bái và Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã kịp thời lãnh đạo. Đó là ba nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào cách mạng 30, 1930, 1931 bùng nổ. Chúng ta sẽ tìm hiểu diễn biến. Thì về diễn biến, chúng ta thì tìm hiểu từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1930, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân nổ ra khắp trong cả nước với khẩu hiệu đó là tăng lương, giảm giờ làm, đòi giảm sưu, giảm thuế, chống lại đế quốc và chống phong kiến. Đặc tháng 5 năm 1930, trên cả nước đã bùng nổ nhiều cái cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân, đặc biệt là phong trào đấu tranh của công nhân để kỷ niệm ngày quốc tế lao động, cô biết đặt cái từ quốc tế lao động nhé. Công nhân Việt Nam đã biểu tình để kỷ niệm ngày quốc tế lao động với cái thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, và đây cũng là lần đầu tiên công nhân Việt Nam đã biểu tình kỷ niệm ngày quốc tế lao động cũng như là thể hiện cái tinh thần quốc tế vô sản của chúng ta. Tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì phong trào lại liên tiếp nổ ra trong cả nước. Thì cô tóm lại là từ tháng 2 đến tháng 8, phong trào đấu tranh của chúng ta diễn ra trong cả nước. Nhưng các bạn đặc biệt nhớ cho cô là tháng 9 năm 1930, phong trào phát triển đỉnh cao nhất là ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tiêu biểu là ngày 12 tháng 9 năm 1930, cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên kéo về thành phố Vinh để đòi địch thi hành nhiều chính sách tiến vùng, và trên đường đi thì được nông dân các huyện khác hưởng ứng. Và với phong trào cách mạng 1930-1931 ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thì đã làm cho hệ thống chính quyền địch ở hai tỉnh này bị tan rã từng mảng lớn, và họ đã thành lập được cho mình một cái chính quyền riêng, hay còn gọi là các Xô Viết được thành lập. Và chính quyền Xô Viết được thành lập thì nó đã có những việc làm gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở mục hai nhỏ, còn mục này chúng ta thì tìm hiểu đó là phong trào đấu tranh của nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã làm chính quyền địch bị tan rã ở nhiều nơi và thành lập được cả Xô Viết. Vậy thì Xô Viết Nghệ Tĩnh ra đời có những cái việc làm, những cái chính sách như thế nào, chúng ta sẽ sang mục hai nhỏ. Xô Viết Nghệ Tĩnh thì về Xô Viết Nghệ Tĩnh chúng ta sẽ tìm hiểu hoàn cảnh ra đời. Thì tháng 9 năm 1930, phong trào ở Nghệ An, Hà Tĩnh phát triển đến đỉnh cao, chính quyền địch ở nhiều nơi bị tan rã, và trước tình hình đó thì Đảng đã lãnh đạo quân chúng thiết lập các Xô Viết, hay còn gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh đấy. Vậy thì Xô Viết Nghệ Tĩnh khi thành lập họ đã thực hiện những chính sách gì? Đầu tiên là về chính trị, họ thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do hội họp, thành lập các đội tự vệ đỏ, lập tòa án để giải quyết các cái vụ kiện cáo cho nhân dân. Về kinh tế thì chia lại ruộng đất cho nhân dân, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, xóa nợ cho người nghèo. Về văn hóa xã hội thì chúng ta thấy rằng đó là chính quyền Xô Viết đã mở các lớp dạy chữ quốc ngữ, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, giữ vững trật tự an ninh, xây dựng đời sống nếp sống mới như là không tiến hành ma chay hay là cưới hỏi linh đình. Và chúng ta thấy rằng những chính sách của chính quyền Xô Viết này, họ thực hiện những chính sách rất tiến bộ về chính trị, về kinh tế, về văn hóa xã hội, cho nên cái chính quyền này người ta gọi là một cái nhà nước kiểu mới, đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đây là nhà nước kiểu mới đầu tiên của nước Việt Nam ta. Nhưng mà đến giữa năm 1930, giữa năm 1931 thì phong trào Xô Viết tạm thời lắng xuống. Thì chính quyền Xô Viết chỉ tồn tại được 6 tháng thôi, mặc dù nó tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng mà những chính sách của chính quyền Xô Viết đạt được thì đã để lại một cái ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là hội nghị, đó là những hoạt động của Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nhớ cho cô, ở Xô Viết Nghệ Tĩnh này thì chúng ta gọi nhà nước là nhà nước kiểu mới, hoặc là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Và cái nhà nước này học theo cái chính quyền của bên Nga, nhưng lại thành lập ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, cho nên chúng ta gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chúng ta sẽ sang mục ba ba lớn, hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cô xin lỗi, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10 năm 1930. Ở mục này chúng ta sẽ tìm hiểu hoàn cảnh dẫn đến hội nghị, nội dung hội nghị, nội dung luận cương và những hạn chế của luận cương.
so với cương lĩnh chính trị chúng ta đã tìm hiểu ở chuyên đề trước. Thì hoàn cảnh đó là tháng 10 năm 1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp tại Hương Cảng, Trung Quốc. Nội dung hội nghị thì hôm trước thầy cuối cùng nói rồi, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản thì Nguyễn Ái Quốc về Hương Cảng Trung Quốc phải thành lập đảng có tên là Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng mà về căn cứ vào tình hình giữa Việt Nam, Lào, Campuchia khác nhau, cho nên Nguyễn Ái Quốc đã thành lập đảng có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ đồng chí Trần Phú đã được lệnh của Quốc tế Cộng sản về Cửu Long Hương Cảng Trung Quốc triệu tập một cái hội nghị để quyết định đó là đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Thứ hai là bầu ra Ban chấp hành Trung ương chính thức và do đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư, và đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thông qua cái luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo để thay cho cái cương lĩnh chính trị trong Nguyễn này của soạn thảo trước đây. Hôm trước chúng ta tìm hiểu nội dung cương lĩnh rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung luận cương, và tí nữa cô sẽ lập một cái bảng so sánh để chúng ta thấy được những giống nhau và khác nhau giữa luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo và cương lĩnh chính trị do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đồng chí Trần Phú xác định đường lối cách mạng Việt Nam đó là làm cách mạng tư sản dân quyền, đó là làm cuộc cách mạng đại diện cho quyền lợi của nhân dân, sau đó bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ cách mạng đó là đánh đổ phong kiến, đế quốc. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ khăng khít với nhau. Lực lượng của cách mạng hay còn gọi là động lực của cách mạng đó là công nhân và nông dân. Lãnh đạo cách mạng thì cũng giống như cương lĩnh chính trị đó là Đảng Cộng sản Đông Dương, trước đây thì đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đồng chí Trần Phú cũng xác định được mối quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới. Vậy thì để chúng ta sẽ tìm hiểu và so sánh hội nghị lần thứ nhất về cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo. Chúng ta sẽ thấy được về đường lối chiến lược thì cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo làm cách mạng tư sản dân quyền, thì ở đây cũng là cách mạng tư sản dân quyền. Thổ địa cách mạng có nghĩa là làm cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản, thì bên này là tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của cương lĩnh đó là đánh đổ đế quốc phong kiến, tư sản phản cách mạng hay là bọn tay sai làm cho Việt Nam hóa độc lập, thì nhiệm vụ của cương lĩnh luận cương đó là đánh đổ phong kiến rồi mới đến đế quốc. Đây là đặt kẻ thù của một giai cấp lên trên kẻ thù của dân tộc, cho nên chúng ta gọi đây là không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Lực lượng của cách mạng Nguyễn Ái Quốc xác định là công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản. Còn đối với phú nông, trung và tiểu địa chủ, tư sản thì lợi dụng họ hoặc trung lập họ, không để họ ngã về phía Pháp. Còn lực lượng của cách mạng ở trong luận cương của đồng chí Trần Phú chỉ có hai giai cấp, đó là công nhân và nông dân. Còn trí thức, tiểu tư sản hay là phú nông, trung và tiểu địa chủ, tư sản đều là kẻ thù của cách mạng và cần phải đánh đổ. Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng giống bên này là Đảng Cộng sản Đông Dương. Và cách mạng Việt Nam phải liên lạc với các dân tộc áp bức trên thế giới, thì đó cũng là mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Vậy thì cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng hôm trước chúng ta nhấn mạnh đây là một cái cương lĩnh đúng đắn, sáng tạo và khoa học.
Và tư tưởng cột lõi của cương lĩnh chính trị đó là độc lập và tự do. Nhớ cho cô. Mấy khi vẫn cổ in đầm này đó là sẽ những câu chúng ta hãy gặp thi. Còn hạn chế, chúng ta nhìn thấy hạn chế của luận cương của đồng chí Trần Phú so với cương lĩnh chính trị của Việt Ái Quốc. Đó là chưa thấy được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thực địa. Đó là gì? Mâu thuẫn giữa Việt Nam với Pháp là chủ yếu thì phải đưa vì kẻ thù đó là đế quốc lên trước. Chưa đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp. Đấy, đưa phong kiến lên, phong kiến là kẻ thù của nông dân, còn đế quốc Pháp ở đây là kẻ thù của toàn dân tộc, thì đồng chí Trần Phú không đưa cái ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và còn nặng về đấu tranh giai cấp. Và thứ hai là đồng chí Trần Phú đã đánh giá không đúng khả năng cách mạng của một bộ phận như là trí thức, tiểu tư sản và khả năng lôi kéo lợi dụng của phụ nông trung và tiểu địa chủ. Còn đồng chí Trần Phú chỉ xác định đó là công nhân và nông dân là hai lực lượng cách mạng. Thì đó là những cái ưu điểm và hạn chế của cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị năm 1930 của đồng chí Trần Phú và đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Chúng ta nhớ và nhìn vào đây để chúng ta học hai cái nội dung quan trọng này. Thì cô vừa giới thiệu chúng ta nội dung của bài 14 phong trào cách mạng 1930-1935, và cô cũng như cô đã giới thiệu lúc đầu đó là chúng ta chỉ học phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931, còn 1932-1935 là thời kỳ thoái trào của cách mạng thì đã được giảm tải rồi nên chúng ta sẽ không tìm hiểu nữa. Và bây giờ cô sẽ giới thiệu với chúng ta một nội dung tiếp theo nằm trong bài 15, đó là sang mục B lớn cho cô đi. Phong trào dân chủ 1936-1939. Về phong trào dân chủ 1936-1939, ở bài này cô sẽ khái quát lại và nói nhanh hơn về tình hình thế giới và trong nước. Về thế giới thì chúng ta biết rằng thời kỳ này do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2933 cô vừa nói ở bài trước, thì chủ nghĩa phát xít đã xuất hiện. Vì sao lại xuất hiện? Vì cuộc khủng hoảng này nó tác động đến tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước tư bản. Nhưng mà các nước như Anh, Pháp hay là Mỹ, họ tiến hành cải cách đất nước để đưa đất nước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Nhưng mà Đức, rồi Ý, rồi là Nhật thì lại tiến hành phát xít hóa bộ máy chính quyền lên, tiến hành chiến tranh để chia lại thị trường và thuộc địa thế giới. Cho nên chủ nghĩa phát xít đã xuất hiện, nó chuẩn bị gây ra cuộc chiến tranh thế giới. Trước tình hình đó thì đại hội vậy của Quốc tế Cộng sản diễn ra tại Moscow tháng 7 năm 1935 đã xác định kẻ thù của nhân dân thế giới lúc này là chủ nghĩa phát xít, và đề ra nhiệm vụ đó là chống phát xít, bảo vệ hòa bình, dân chủ, và chủ trương thành lập các cái mặt trận nhân dân rộng rãi, có nghĩa là tất cả các cái mặt trận nhân dân ở các nước đều được thành lập. Còn ở Pháp thì tháng 6 năm 1936 mặt trận dân chủ Pháp lên cầm quyền, và nòng cốt trong cái mặt trận dân nhân dân Pháp này đó là Đảng Cộng sản. Họ đã thi hành một số chính sách tiến bộ tạo điều kiện cho phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ ở nhân dân các nước thuộc địa diễn ra. Về trong nước thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chính trị. Chính phủ Pháp nới rộng tự do dân chủ, ân xá tù chính trị và cử các cái phái đoàn sang điều tra tình hình thuộc địa ở Việt Nam. Nhiều đảng phái chính trị đã được đẩy mạnh hoạt động, nhất là Đảng Cộng sản Đông Dương. Thời kỳ này họ đẩy mạnh hoạt động. Về kinh tế thì kinh tế có phục hồi và phát triển hơn giai đoạn trước. Nhưng mà nó chỉ là những cái ngành Pháp được thu lại lớn và phục vụ cho chiến tranh. Còn kinh tế Việt Nam vẫn là một nền kinh tế lạc hậu, phụ thuộc vào nền kinh tế Pháp.
về xã hội thì đời sống đại đa số của quần chúng nhân dân, lúc nãy chúng ta tìm hiểu rồi, đều khó khăn cực khổ. Ví dụ như là nông dân đã mất đi 2 phần 3 ruộng đất vì Pháp đã chiếm ruộng đất của nông dân để lập các cái đồn điền, rồi là bắt nông dân vào các cái khu công nghiệp như là hầm than để làm việc. Công nhân thì thất nghiệp, nhiều tư sản dân tộc cũng bị chèn ép, đời sống của họ rất khó khăn cực khổ. Và chúng ta thấy rằng là mọi tầng lớp nhân dân của chúng ta do khó khăn cực khổ cho nên họ đã hăng hái tham gia phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta sang mục hai lớn là từ phong trào dân chủ 1936-1939. Thì hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 năm 1936. Hội nghị này diễn ra vào tháng 7 năm 1936 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam đó là chống bọn phản động thuộc địa. Nhớ cho cô, thời kỳ này thực dân Pháp ở bên chính nước Pháp họ đã nới lỏng tự do cho ta, lúc nào cũng gọi từ nới rộng tự do dân chủ của ta, nhưng mà bọn thực dân Pháp trên đất nước ta không thực hiện những cái chính sách do chính phủ Pháp đưa ra, cho nên chúng ta gọi chúng là phản động thuộc địa, nhớ cho cô nha. Cho nên chúng ta thời kỳ này gọi là chống phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh và đòi tự do dân chủ cơm áo hòa bình. Về phương pháp đấu tranh thì chúng ta kết hợp nhiều hình thức đấu tranh như là công khai, hợp pháp, bí mật, bất hợp pháp. Vi phạm lĩnh vực nào Pháp cho chúng ta đấu tranh công khai, chúng ta sẽ lợi dụng tình hình đó để đấu tranh công khai. Còn lĩnh vực nào Pháp không cho chúng ta đấu tranh công khai thì chúng ta sẽ đấu tranh bí mật. Về mặt trận thì chúng ta đã thành lập một cái mặt trận có tên là Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương. Sau đó đã được đến năm 1938 thì đổi tên thành là Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Và nghị quyết của hội nghị đã làm dậy lên một phong trào đấu tranh trong cả nước dưới nhiều hình thức khác nhau, như là đấu tranh công khai, hợp pháp, bất hợp pháp, bí mật, đấu tranh đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Thời kỳ này chúng ta không đấu tranh vũ trang. Những cái phong trào đấu tranh tiêu biểu do màn hình bị lỗi, bị che phong ở đây, chúng ta nhìn những phong trào đấu tranh tiêu biểu. Đầu tiên chúng ta đò phong trào đấu tranh đầu tiên đó là chúng ta đòi quyền tự do dân sinh dân chủ. Đây là phong trào đấu tranh chính của chúng ta. Ngoài đấu tranh dân sinh dân chủ thì chúng ta còn đấu tranh trên lĩnh vực nghị trường và lĩnh vực báo chí nữa. Nhưng mà lĩnh vực nghị trường và báo chí thì không phải tìm hiểu rõ, và chúng ta chỉ biết là đấu tranh nghị trường và đấu tranh báo chí. Nhớ cho cô, trong cái thời kỳ 1936-1939 này, hình thức đấu tranh của chúng ta đầu tiên là đấu tranh đòi tự do dân sinh dân chủ, đấu tranh nghị trường và đấu tranh báo chí. Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1936-1939. Ý nghĩa thứ nhất đó là phong trào quân chúng rộng lớn có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Thứ hai là phong trào buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh dân chủ của chúng ta. Thứ ba là quần chúng nhân dân được giác ngộ về chính trị, tạo nên một lực lượng chính trị hùng hậu, đội ngũ cán bộ đảng viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành. Và đây được gọi là cuộc tập dượt lần thứ hai cho tổng khởi nghĩa tháng 8. À, cô xin lỗi, lúc này chúng ta phải nhớ rằng là phong trào cách mạng 1930-1931 này này là cuộc tập dượt lần thứ nhất chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8. Thì phong trào dân chủ 36-39 này là cuộc tập dượt lần thứ hai
chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8. Thì chúng ta thấy rằng từ 1930 đến 1939, cô ở chuyên đề này, ở tiết này cô đã dạy từ 1930 đến 1939. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta chia làm hai giai đoạn là 1930, 1935 và 1936, 1939. Thì kẻ thù xuyên suốt của chúng ta từ đầu đến thời điểm hiện tại đến 1939 là không thay đổi, đó là thực dân Pháp. Nhưng mà từng giai đoạn cụ thể chúng ta sẽ xác định nhiệm vụ trước mắt và kẻ thù chủ yếu của chúng ta. Ví dụ như trong giai đoạn 1930-1935, thực dân Pháp đàn áp khủng bố chúng ta dã man, thì chúng ta xác định kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta là thực dân Pháp, và chúng ta đấu tranh vũ trang để đuổi thực dân Pháp ra khỏi nước ta. Còn thời kỳ 36 đến thời kỳ 39 thì do yêu cầu của quốc tế cộng sản cũng như là mặt trận dân chủ Pháp lên cầm quyền, họ nới lỏng tự do cho ta, cho nên chúng ta lại đấu tranh một hình thức khác là chúng ta đấu tranh dân chủ, đòi tự do, cơm áo, hòa bình, chứ không phải là đấu tranh vũ trang. Và kẻ thù của chúng ta lúc này vẫn là Pháp, nhưng là bọn thực dân Pháp không thực hiện chính sách của chính phủ Pháp, cho nên chúng ta gọi là phản động thuộc địa. Đó là ứng với từng giai đoạn cụ thể thì chúng ta sẽ có từng nhiệm vụ cụ thể. Còn nhiệm vụ xuyên suốt của chúng ta từ năm 1930 đến 1935, trong cả cái chuyên đề này, nhiệm vụ xuyên suốt của chúng ta không thay đổi là nhiệm vụ giải phóng dân tộc, và kẻ thù của chúng ta đó là Pháp. Nhưng mà ứng với từng giai đoạn cụ thể, chúng ta sẽ có từng nhiệm vụ cụ thể. Trong giai đoạn 30-31 là đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng trong giai đoạn 36-39 là đấu tranh đòi dân sinh dân chủ. Nhưng mà sang thời kỳ 39-45, tiết hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu, thì chúng ta sẽ xác định kẻ thù của chúng ta lúc này lại là đế quốc và nhiệm vụ giải phóng dân tộc và được đặt lên hàng đầu. Ứng với từng giai đoạn cụ thể, nhưng nhớ cho cô, nhiệm vụ xuyên suốt của chúng ta là không thay đổi, từ đầu đến cuối vẫn là giải phóng dân tộc. Thì đó là ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930, xin lỗi, 1936, 1939. Thì cô vừa hệ thống lại kiến thức cho chúng ta, nội dung kiến thức của bài 14 và bài 15 nằm trong chuyên đề lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái phần bài tập. Thì về bài tập, chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô. Câu 1, trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930-1931? Ở đây cô không làm hướng, cô chỉ giải thích cho chúng ta một số câu đầu, còn lại chúng ta sẽ làm những câu tiếp theo cho cô. Đầu tiên, đó là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 29-33. Hai là thực dân Pháp tiến hành khủng bố dã man, mà cô lúc này nói là sau khởi nghĩa yên bái Pháp khủng bố rất dã man, gọi là khủng bố trắng đấy. Ba, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân chống đế quốc, chống phong kiến. Và thứ tư là địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp bóc lột nhân dân ta một cách thầm tình. Vậy thì nguyên nhân các ở đây tất cả các nguyên nhân đều ở đây đều là nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930, 1931 bùng nổ. Nhưng nguyên nhân cơ bản nhất thì chúng ta sẽ chỉ chọn một thôi. Thì cô luôn luôn nói nguyên nhân hoặc là nguyên nhân thẳng người chúng ta phải kể đến, đó là gì nhỉ? Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo nữa nha. Đáp án của chúng ta là C, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sang câu thứ hai, từ tháng 5
đến tháng 8 năm 1930. Trung tâm của phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra ở đâu? Chúng ta sẽ quay lại hoặc là nhìn lại cái phần vở ghi của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được. Đây. Diễn biến từ tháng 2 tháng 4, phong trào công nhân nông dân với khẩu hiệu tăng lương giảm giờ làm. Tháng 5. Đây này. Đến tháng 8 thì phong trào liên tiếp nổ ra nhiều cuộc đấu tranh ở đâu đây nhỉ? Trên phạm vi cả nước. Thì chúng ta sẽ quay sang cái câu hỏi trắc nghiệm. Chúng ta chọn đáp án đó là trong cả nước. Để cho cô nha. Đáp án D, trong cả nước. Rồi, hai khẩu hiệu chính trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931 gọi là gì? A. Đả đảo chủ nghĩa đế quốc, đả đảo phong kiến. B. Tự do dân chủ và cơm áo hòa bình. C. Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian, tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến. D. Chống đế quốc và chống phát xít. Thì trong chúng ta ở câu này, chúng ta nhớ lại kiến thức vừa học và chúng ta sẽ làm cái phương pháp loại trừ. Đầu chúng ta sẽ ví dụ như là câu D đi, chống đế quốc và chống phong kiến. Nhưng các bạn biết rằng là trong thời kỳ 30, 1930, 1931 là chủ nghĩa đế quốc đã có, nhưng chủ nghĩa phát xít thì chưa xuất hiện. Cho nên không thể là đáp án là chống đế quốc và chống phát xít được vì phát xít lúc này chưa xuất hiện. Thứ hai, tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian và tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến. Câu này có thể vì thời kỳ này nhiệm vụ chính của chúng ta là chống đế quốc và chống phong kiến. Chúng ta để cái đáp án này ở đây và chúng ta sang cái đáp án đó là tự do dân chủ và cơ mà hòa bình. Các bạn nhớ lại là cứ ở cái bài ở cái chuyên đề vừa rồi, trong cái bài 15 hay là mục B lớn đấy, là thời kỳ 36 39 chúng ta mới đấu tranh tự do dân chủ và cơ mà hòa bình, còn 30 31 không. Và đáp án của chúng ta, câu khẩu hiệu của chúng ta đó là đả đảo đế quốc và đả đảo phong kiến. Vì nó ứng với cái nhiệm vụ đó là chống đế quốc và chống phong kiến của chúng ta trong giai đoạn này. Thì đáp án của chúng ta là A. Sang câu thứ tư. Phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển nhất ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Vì nơi đó có cái gì? A. Tập trung đông đảo giai cấp công nhân. B. Thành lập chính quyền Xô Viết sớm nhất. C. Có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm. Và D. Có đội ngũ cán bộ đảng đông nhất trong cả nước. Tập trung đông đảo giai cấp công nhân thì cũng chưa phải, vì lúc này ở miền Bắc chúng ta cũng xuất hiện rất là nhiều nhà máy, cho nên số lượng công nhân rất là nhiều. Đặc biệt là chúng ta biết là ở Quảng Ninh có cái mỏ than Hòn Gai thu hút rất là nhiều công nhân vào gọi làm, hay là các cái đồn điền như là đồn điền cao su thì ở trong miền Nam, cũng như là các cái đồn điền cà phê thì không phải là ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Rồi, chính quyền thành lập chính quyền Xô Viết sớm nhất, phong trào cách mạng ở Nghệ An, Hà Tĩnh phát triển nhất vì nơi đó chính quyền Xô Viết sớm nhất là không phải, đúng không? Vì là phong trào cách mạng ở Nghệ An, Hà Tĩnh phát triển và đi đến thắng lợi cho khi đó mới thành lập chính quyền Xô Viết. Rồi có truyền thống chống giặc ngoại xâm, cái này có truyền thống. Vì hôm trước học hoạt động của Nguyễn Ái Quốc thì cô có nói là Nguyễn Ái Quốc sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước và lớn lên trong một gia đình trên một miền quê giàu truyền thống cách mạng, cái này có. Nhưng mà để mà nguyên nhân quyết định nhất phải là ở Nghệ An, Hà Tĩnh có đội ngũ cán bộ đảng viên đông nhất trong cả nước.
số lượng đảng viên ở Nghệ An Hà Tĩnh thời kỳ này đông nhất trong cả nước, cho nên nó thấm nhuần cái tư tưởng cách mạng và họ đã nổi dậy đấu tranh. Cho nên chúng ta chọn đáp án của cô là D. Câu số 5. Luận cương chính trị của đồng chí của Đảng Cộng sản Đông Dương được thông qua tại đại hội nào? Chúng ta nhớ lại bài học của chúng ta, lúc nãy cô vừa dạy luận cương chính trị thì nó diễn ra khi nào? A. Hội nghị thành lập Đảng. Hội nghị thành lập Đảng thì đã cho ra cái gì nhỉ? À, cương lĩnh chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo. Cô xin lỗi, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Rồi, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10 năm 1930. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11 năm 39. Và hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 5 năm 41. Thì hai đáp án C và D chúng ta loại đi vì là nó vượt quá mốc thời gian, chỉ có A hoặc B. Thì A, hội nghị thành lập Đảng, nói cho cô vừa nói xong đó là cho ra cương lĩnh chính trị. Vậy thì mà đây người ta hỏi là luận cương chính trị, vậy thì chỉ có một đáp án thôi, đó là B. Câu số 6. Điểm giống nhau cơ bản giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng với luận cương, lúc này cô ấy đã cho so sánh rồi, thì chúng ta xác định đáp án nào là đúng. Xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương, xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo, xác định đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp, xác định đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Chúng ta sẽ mở cái bảng thống kê này ra và chúng ta sẽ chọn. Thì trên đây cô vừa hệ thống cho chúng ta lại nội dung kiến thức của bài 14, 15 và cũng như là một số ba câu hỏi trắc nghiệm. Thì cô đã giải cho chúng ta từ câu 1 đến câu 5 rồi. Còn từ câu 6, chúng ta hãy nhìn vào câu 6 và nhìn vào bảng thống kê, chúng ta sẽ chọn. Rồi, câu 7, chúng ta sẽ trả lời đáp án từ câu 6 trở đi nha. Câu 7, các bạn sẽ chọn đáp án mọi người cho cô này. Câu 8, câu 9. Câu 10. Rồi, câu 11. Không, không có câu 11. Câu 12. Chính sách về kinh tế không phải do chính quyền Xô Viết. 12, 13. 14. 14. Nó bị che cho nên các bạn đấy là đường lối chiến lược của cách mạng nha, Việt Nam. Rồi, câu 15, 16. Mười bảy, mười tám, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Thì đó là toàn bộ các cái hệ thống câu hỏi cũng như là nội dung kiến thức của bài 14 và 15. Các bạn làm câu hỏi ghi chép bài đầy đủ để nộp cho cô nha. Chào các bạn.